TikTok sắp ra mắt mạng xã hội đối đầu với Instagram. Theo trang Tech News Space, trong khi Instagram đang nỗ lực cạnh tranh với TikTok trong lĩnh vực video ngắn, thì các tính năng nổi bật nhất của mạng xã hội Mỹ này vẫn là đăng tải hình ảnh và chia sẻ các story trong ngày. Giờ đây, TikTok đang đáp lại nền tảng của Meta bằng cách phát triển ứng dụng riêng để cạnh tranh với Instagram. Theo trang blog Phiên bản mới nhất của ứng dụng TikTok đã được khám phá mã nguồn và nhận thấy có chứa nhiều tham chiếu liên kết đến một ứng dụng có tên TikTok Photo sắp ra mắt. Ứng dụng này dự kiến sẽ giống với Instagram, với nguồn cấp tin, newsfeed để người dùng đăng ảnh cho bạn bè và gia đình xem. Người dùng cũng có thể đăng lại một số nội dung từ ứng dụng TikTok chính lên nền tảng này. Một đoạn mã trong ứng dụng cho thấy đây sẽ là nơi mọi người cùng sở thích, đam mê đăng ảnh có thể tìm thấy nhau và còn có tùy chọn chia sẻ hình ảnh đến với mạng xã hội này. Ngày ra mắt chính thức của TikTok Photos vẫn chưa được tiết lộ, nhưng dự kiến sẽ có thông báo trong thời gian tới. Hiện tại, nhiều blogger nổi tiếng trên Instagram phàn nàn rằng mạng xã hội này đang ngày càng tập trung vào nội dung video, đánh mất mục đích ban đầu là nền tảng chia sẻ ảnh. TikTok hoàn toàn có thể lấp đầy khoảng trống này, nhưng có lẽ đây không phải thời điểm thích hợp nhất cho nỗ lực như vậy. Cụ thể, Quốc hội Mỹ đang chuẩn bị bỏ phiếu cho dự luật buộc ByteDance phải bán TikTok nếu không sẽ bị chặn tại Mỹ.